Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều có số mệnh khác nhau. Có những người số mệnh bắt buộc phải trải qua thời gian nghèo khó, khổ cực, túng thiếu. Nhưng nhờ vậy, họ mới tìm được những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai. Trong 12 con giáp, sau ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch, có 6 con giáp này trời sinh số mệnh đắc tài, đắc lộc. Số mệnh định rằng trong thời gian trước họ đã vất vả, khổ sở, túng thiếu, cô bần. Nhưng từ sau ngày 1 tháng 9 âm lịch trở đi, cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Từ nay trở về sau, họ sẽ có được cuộc sống đầy đủ, viên mãn, sung túc, 10 phần vẹn 10. Vậy những con giáp đó là những con giáp nào? Để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không, xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Mão. 1. Tuổi Mão. Do được tam hợp mộc cục nâng đỡ, những người tuổi Mão nhận được sự yêu mến của mọi người vì cách hành xử khéo léo. Bạn hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là hàn gắn mối quan hệ giữa mọi người với nhau. Xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Bạn có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại vào ngay ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ thu được những kết quả quá đáng mừng. Mộc khắc thổ, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại có dấu hiệu trục trặc. Con giáp này cần chú ý gìn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng quá gần gũi, thân thiết với người khác, khiến nửa kia tổn thương, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Vậy nên, để có được may mắn và bình an, hóa giải những thị phi xung khắc, khiến gia đình lục đục, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp, quý nhân, hợi, Mão mùi để trợ mệnh. 2. Tuổi Thìn. Tử vi ngày hôm nay cho thấy do được chính quan che chở, người tuổi Thìn có những bước tiến vững bước trên con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại giúp khẳng định vị thế của mình. Người làm lãnh đạo thường đưa ra những quyết định chính xác khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể. Vậy nên, để được may mắn và hanh thông hơn trong công việc, đồng thời tăng cường sự hòa hợp giữa gia chủ tuổi Thìn, cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh. 3. Tuổi Tỵ. Chính tài nâng bước, người tuổi Tỵ có một ngày tiền bạc dư giả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng, triển vọng. Nhiều khoản tiền này bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn. Người làm kinh tế nhận được một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Ngoài ra, bạn cũng đoán được xu thế của thị trường nên có những bước phát triển đúng đắn. Khách hàng ngày một đông đúc, bạn lúc nào cũng bận rộn nhưng dư giả. Hỏa sinh thổ, quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn chẳng thiếu những đối tượng theo đuổi. Bạn nên nghiêm túc với chuyện tình cảm và lắng nghe trái tim mình để có thể phát triển được mối quan hệ bền vững. Và để vận trình tình cảm được tốt đẹp hơn nữa, đồng thời để tăng cường tài lộc và vận quý nhân, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp Tỵ Dậu Sửu. 4. Tuổi Ngọ. Dưới tác động tích cực của nhị hợp, người tuổi Ngọ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Dù bạn có nhân viên mới đi nữa, bạn cũng có thể nhanh chóng bắt kịp với tiến độ của tập thể, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Bạn cũng chớ nên quá lo lắng khi phải thực hiện những công việc mới mẻ. Hãy tin tưởng vào bản thân, có thể bạn còn phát triển ra được tiềm năng của chính mình, mở ra hướng phát triển mới cho tương lai nữa đấy. Được cục diện hỏa sinh thổ, người độc thân chẳng cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa, bởi vốn dĩ thì người ấy cũng luôn ở bên cạnh bạn, quan tâm, chăm sóc cho bạn, chỉ là bạn không nhận ra tình cảm của đối phương đang dành cho mình mà thôi. Hôm nay là thời điểm thích hợp để hai người tỏ lòng với nhau. Đối với những gia chủ tuổi Ngọ, các thầy phong thủy khuyên bạn hãy luôn mang theo bên mình một vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh. Chi tiết từng tuổi Ngọ như sau. Tuổi Giáp Ngọ 1954, ngũ hành kim, chinh phục được mục tiêu đã đề ra. Tuổi Bính Ngọ 1966, ngũ hành thủy, nhanh chóng hòa nhập với môi trường. Tuổi Mậu Ngọ 1978, ngũ hành hỏa, hãy thử sức trong những công việc mới. Tuổi Canh Ngọ 1990, ngũ hành thổ, chuyện tình cảm tiến triển thuận lợi. Tuổi Nhâm Ngọ 1942 và 2002, ngũ hành mộc, nhận ra người thật lòng với mình. Màu sắc cát tường cho người tuổi Ngọ là hai màu tím và màu đỏ. Để được quý nhân phù trợ giúp đỡ trong công việc và cuộc sống, những gia chủ tuổi Ngọ cần chơi với những người tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Dần. Ngọ Mùi là lục hợp, Dần Ngọ Tuất là tam hợp. 5. Tuổi Thân.
có chính ấn soi chiếu người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bạn trong ngày hôm nay. Con giáp này chớ nên vội vàng thỏa mãn với những gì mình vừa gặt hái được, hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, bởi năng lực của bạn còn có thể đưa bạn tiến xa hơn nữa. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặt được nhiều may mắn, hoàn thành ước nguyện đã đặt ra. Đồng thời, để tăng cường may mắn và cho bản thân, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình một vòng tay hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân, tăng cường tài lộc. Chi tiết từng tuổi Thân như sau. Tuổi Giáp Thân 1944 và 2004 ngũ hành là Thủy, có bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú. Tuổi Bính Thân 1956 ngũ hành Hỏa, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tuổi Mậu Thân 1968 ngũ hành Thổ, hãy tiếp tục đạt những mục tiêu cao xa hơn. Tuổi Canh Thân 1980 ngũ hành Mộc, đừng vội thỏa mãn với thực tại. Tuổi Nhâm Thân 1992 ngũ hành Kim, thích hợp cầu tài, cầu phúc, tế tự. Màu sắc cát tường mang lại may mắn và thành công cho người tuổi Thân là hai màu vàng và màu trắng. Để được quý nhân phù trợ, đưa đường dẫn lối, những gia chủ tuổi Thân cần tìm và chơi với những người tuổi Sau, tuổi Tý, tuổi Thìn và tuổi Tỵ. 6. Tuổi Dậu. Sau ngày 1 tháng 9 âm lịch cho thấy được cục diện thổ sinh kim, cho nên chuyện tình cảm của người tuổi Dậu và nửa kia đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào. Con giáp này cứ thoải mái làm những điều mình muốn, người ấy sẽ chẳng ghét bỏ bạn vì đã sống đúng cho con người thật của mình. Đôi khi bản mệnh sợ rằng mình không phải một nửa hoàn hảo với đối phương, nhưng rồi bạn tự nhận ra nếu đôi bên muốn ở bên nhau lâu dài, hai người đều cần phải tìm cách dung hòa với nhau. Thiên ấn chỉ đường, bản mệnh biết làm cách nào để gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh và đặc biệt là lãnh đạo. Chính vì vậy, bạn phát triển rất thuận lợi trong ngày hôm nay. Người đang ứng tuyển cũng sẽ tìm được công việc ưng ý. Chi tiết từng tuổi Dậu như sau. Tuổi Ất Dậu 1945 và 2005, ngũ hành Thủy, quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tuổi Đinh Dậu 1957, ngũ hành Hỏa, gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tuổi Kỷ Dậu 1969, ngũ hành Thổ, nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Tuổi Tân Dậu 1981, ngũ hành Mộc, nhận được sự bao dung của nửa kia. Tuổi Quý Dậu 1993, ngũ hành Kim, hãy sống đúng với con người của mình. Để có được may mắn và tài lộc trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Dậu có thể mang bên mình những màu sắc cát tường may mắn như màu bạch kim và màu xám. Để công việc được thuận lợi, những gia chủ tuổi Dậu cần chơi với những người thuộc tuổi quý nhân của mình như sau, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Bên cạnh những con giáp may mắn trên thì đây là một trong những con giáp cực kỳ xui xẻo sau ngày 1 tháng 9 âm lịch, đó là những người tuổi Tý. Do bị cục diện tương hại giáng họa, người tuổi Tý cần phải cẩn trọng khi giữ mối quan hệ với mọi người trong ngày hôm nay. Có thể kẻ tiểu nhân đang tìm cách tiếp cận để hãm hại bạn. Việc làm ăn cũng khó có thể tiến triển suôn sẻ trong ngày hôm nay bởi luôn có đối thủ xấu bụng tìm cách chơi xấu bạn. Hãy luôn tỉnh táo khi đưa ra những quyết định đầu tư, đừng mù quáng vì đồng tiền rồi đưa ra những lựa chọn sai lầm. Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia cũng chẳng được yên ấm. Người ấy có thể hiểu lầm bạn về một vấn đề nào đó, nhưng dù bạn có giải thích thế nào, dường như đối phương cũng không chịu lắng nghe. Quý vị thân mến, như vậy, chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất sau ngày 1 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.